Trưa nay thì mình ra ngoài ruộng coi mấy cày của ta năm 2018 chạy đất xới vụ hè thu năm 2020 nha bà con. Đất thì nước rất là nhiều, chiếc máy cày nó đang chạy đây. Chạy mới ăn tát thôi nhưng mà đất thì ta thấy là cũng đẹp rồi ha. Quấn lại tắt hai nữa là xin chào mọi người, hẹn mọi người video sau.